chị em và các bạn đang đến với chương trình Kinh doanh Cắm Hoa. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị em và các bạn một mẫu hoa. Và hoa này mình có thể áp dụng trong việc là dân cúng, hoặc là để bàn thờ, hoặc là để ở những nơi rất là lớn ha. Thì ở đây á, là mình sẽ sử dụng đây được gọi là hoa huệ. Hoa huệ nè các bạn. Đó. Thì hoa huệ khi mà mình mua về á, mình kiểm tra coi cái phần gốc ở dưới này này nó có mới hay không, cũng như là các lá ở trên cái thân cây hoa huệ này nó có xanh hay không ha. Nếu như mà nó có cái sự vàng úa thì cái hoa đó nó đã là hoa cũ rồi. Còn nếu như mà nó còn xanh tươi như thế này thì đây được gọi là hoa mới. Đó, hoa mới thì mình có thể là mình để được khoảng trên 3 ngày. Còn hoa cũ á, thì mình về mình nó không có để được lâu ha. Tùy vào cái tình trạng là hoa mới hay cũ bao nhiêu, khi đó mình sẽ để được như thế nào. Và bây giờ là ở cái bình này ha, mình sẽ cắm 70cm. Để mà cắm cái bình này mình chuẩn bị là một cục xốp nguyên, đó, kết hợp vào cùng mỗi một hộp gỗ ha. Mình kê lên cao cho các bạn xem thấy. Mình cắm trước một cây thẳng. Rồi, bước tiếp theo phần bên dưới ha, mình chỉ lấy là khoảng là 40cm thôi. Đó, mình cắm hai bên ha. Các bạn có thể là cắm đo hai bên như thế này. Rồi, mình sẽ cắm luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình lại cắm ở phần chính giữa này ha. Mình ước lượng lại. Bước tiếp theo mình cũng có thể đo. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm tiếp. Hoa huệ lần này rất đẹp. Đây nè các bạn, đó mình gỡ cái cây vào, gỡ cây hoa vào ha. Là cục lưới này các bạn.
ở đây là mình sẽ xoay hướng mặt bông tới ra ngoài cho nó đẹp. Ở cái chỗ này nè các bạn, mình sẽ cắm lá. Là mình cắm lá hai tầng ha. Mình có cắm lá một tầng. Bởi vì khi mà mình cắm lá hai tầng á, nó làm cho cái miệng hoa này của mình trông nó dày dặn hơn. Tầng lá ở bên trên đó là mình đang cắm cho nó cắt lá nó nhỏ lại, nó sẽ tạo ra một cái tầng của mình. Và mình cắm cái lá ở tầng trên đó, nó sẽ song song so với lại là cái tầng phía dưới. Ở phía đằng sau á, mình sẽ sử dụng lá cau của kiện. Mình tạo cho nó một cái lớp lá. Nó sẽ có một cái lớp nền ở phía đằng sau.
giờ bước cuối cùng đây là lá thiên môn. Mình sẽ đưa lá thiên môn vào. Rồi, vậy là trên tay của mình đã có được một bình hoa. Và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái bình hoa này mình đặt ở những cái nơi lớn tại sảnh ha. Và nguyên liệu mình sử dụng là gồm có hoa huệ kết hợp cùng với lại là hoa cúc lưới màu vàng. Và đây là một trong những cái mẫu hoa mà các bạn hoàn toàn có thể cắm rất là nhanh khi mà mình áp dụng ha. Và nguyên liệu lá ở đây là ở bên trong này mình sử dụng là lá trúc bích hợp màu xanh này. Rồi, lá thiết mộc lan, lá thiên môn cùng với lại là đây là lá cau kiện ha. Rất là đơn giản, và mình tin rằng là sau khi mà các bạn xem xong cái video này xong thì các bạn hoàn toàn có thể là cắm được những cái mẫu đẹp hơn mình nữa ha. Nếu các bạn thích hãy nhấn like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.